Xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý khách hàng trên kênh ô tô Hiền Kim thành phố Hải Dương. Và lại là em đây. Buổi sáng ngày đẹp trời, salon bên em lại vừa về thêm một mẫu xe sedan hạng B 5 chỗ ngồi nữa. Là một chiếc Hyundai Accent. Phân khúc xe hạng B sản xuất 2020. Sử dụng động cơ 1.4 số tự động. Em này là bản 1.4 tiêu chuẩn. Xe chạy 2 van, đăng ký biển 37 Nghệ An. Thì hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 492 triệu đồng, miễn phí rút hồ sơ và hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Để khách hàng anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì có thể liên hệ với em qua số hotline 0978 607 555, hoặc có thể đến xem xe trực tiếp tại 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, để mình có thể xem xe và thương lượng giá tốt nhất. Có thể đem xe ra hãng, ra thợ mình kiểm tra đúng chuẩn như cam kết thì mới nhận xe. Không dài dòng nữa, em xin được phép giới thiệu chi tiết từ ngoại thất, nội thất, option theo xe của chiếc Hyundai Accent này gửi đến khách hàng và anh chị. Sơn zin chiếc Accent này còn rất là nhiều, 95-99% là sơn zin theo xe. Rất đẹp, mới đi có 2 vạn km thôi, lịch sử bảo dưỡng cũng đầy đủ. Chủ đi chăm xe. Đèn halogen kết hợp giải led ban ngày phía dưới. Vì là mới đi có 2 vạn thôi cho nên là dàn lốp con này là vẫn còn nguyên theo xe, và đương nhiên là còn khá là dày. Là răng đúc 15 inch. Tuy là phiên bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà tính năng an toàn cũng được trang bị trên chiếc xe này cũng khá khá. Có thể kể đến như là 2 túi khí này, hệ thống chống trơn trượt, ổn định thân xe, rồi là cảm biến sau, camera lùi cũng đầy đủ hết. Quên mất em này là có thêm đèn xi nhan tích hợp trên gương. Đây, khoang nội thất của chiếc Hyundai Accent đây đã được chủ cũ bọc lên ghế da 2 màu. Nguyên bản của các dòng Hyundai số sàn hay là bản tiêu chuẩn thì sẽ có chỉ là ghế nỉ thôi. Cái dùng lâu thì rất là bẩn. Cái chủ cũ đã lên cho em nó là một dàn ghế da thôi, cũng đỡ đi được bao nhiêu tiền ấy. Tính năng theo xe bao gồm như là gương kính chỉnh điện này. Gương kính chỉnh điện. Điều chỉnh độ sáng bản táp lô và nút tắt chống trơn trượt ở đây. Đèn tự động và đặc biệt hơn là có cả gạt mưa tự động anh chị nhá. Đàm thoại rảnh tay trên vô lăng, điều khiển bằng giọng nói. Gương chiếu hậu chống chói này. Chẳng hạn như có xe đằng sau mà nó chiếu đèn lên chói mắt mình thì mình có thể gạt cái lẫy này để chống chói hơn. Hộp số tự động 6 cấp. Vì là sử dụng động cơ 1.4 cho nên là mức xăng tiêu hao con này chỉ rơi vào tầm 5,5 đến 6 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi, không nhiều hơn được đâu ạ, bởi vì máy nó chỉ có 1.4 thôi mà. Từ keo chỉ cột keo cho đến sơn xi còn rất là đẹp. Khoang ngồi phía sau cũng vừa phải bởi vì là phân khúc xe hạng B cho không quá rộng. Khoang ngồi cũng không quá rộng. Và đặc biệt hơn là có thêm cửa gió điều hòa phía sau. Cái tính năng này thì chỉ được trang bị những cái chiếc Accent đời cuối 19 trở đi nó mới có thôi. Đề nổ thông minh. Màn hình tích hợp camera lùi nguyên bản theo xe. Có hỗ trợ dẫn đường của Hyundai thành công. Có tiếng Việt. Và nghe nhạc AUX, USB, Bluetooth thoải mái luôn. Kết nối FM, AM. Sấy kính. Không có gì để chê rồi. 2020 cũng không có gì để xem cả. Trần là nỉ, trần nỉ nguyên bản theo xe. Ngắm có phần đuôi một chút. Thiết kế rất là đẹp mắt, rất là thể thao. Với 4 mắt cảm biến sau và các phần ốp đèn phản quang phía dưới. Nhìn rất là đẹp. Khoang cốp cũng vừa phải. Lốp sơ cua chưa một lần chạm đất.
còn nguyên chỉ xanh chỉ đỏ của nhà máy. Chiếc xe này thì rất là phù hợp cho anh chị thanh niên hay là đi gia đình. Chiếc xe này cũng rất là hợp lý bởi vì tầm tiền nó rất là rẻ, vừa đời cao, số tự động nữa, đi rất là nhàn chân, không phải côn. Đây ạ, em xin quay luôn khoang động cơ của chiếc xe này, 1.4 lít số tự động, cam kết không thủy kích, không ngập nước, không bổ máy, bổ số, máy zin 100% anh chị nhá, zin từng con ốc, hộp số keo hồng. Và em xin đọc lại thông tin của chiếc xe này: Hyundai Accent bản 1.4 tiêu chuẩn, sản xuất 2020, chạy 2.2, đăng ký biển 37 Nghệ An. Đấy, và giá chào bán công khai tại cửa hàng bên em là 492 triệu. Anh chị khách hàng về xem xe trực tiếp thì em sẽ để giá yêu thương hơn nữa. Cái địa chỉ xem xe trực tiếp bên em là 166 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Anh chị cứ đến xem xe thì bên em sẽ để cho anh chị một cái giá yêu thương nhất, ưu đãi nhất.